7749 chiến thuật giúp Bảo Ngọc giành vương miện quốc tế. Câu giờ khi thi ứng xử bị dì Dung bất ngờ lật tẩy. Từ từ đưa cho ông MC là đã đọc xong rồi. Bạn MC đọc xong, từ từ đưa bó hoa cho bạn MC. Khúc đó chắc lúc đó đang manh nha nghĩ trong đầu như nào đúng không? Thủ thuật câu giờ mọi người. Thao túng tâm lý các thí sinh quảng bá hình ảnh Việt Nam. Sau chiến thắng của Thùy Tiên ở Hoa hậu Hòa bình, nhan sắc Việt lại tiếp tục được vang danh tại quốc tế nhờ công lao của Á hậu Bảo Ngọc. Cô nàng đã xuất sắc vượt qua 70 thí sinh để đoạt vương miện Hoa hậu Liên lục địa 2022. Thành tích này có thể nằm ngoài mong đợi đối với nhiều khán giả, nhưng nhìn lại hành trình hơn một tháng qua của Bảo Ngọc, ta có thể thấy đó là kết quả tất yếu. Bởi vương miện chẳng phải tự dưng tìm tới, mà người đẹp và cả ekip đã chuẩn bị đủ mọi chiến thuật để có thể ám về đấy. Bảo Ngọc được chọn đi thi quốc tế khi vừa đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 chỉ mới 10 ngày. Nhiều fan sắc đẹp đã cho rằng đây là quyết định có phần hơi vội vàng của dì Dung, nhưng thực tế đã cho thấy lựa chọn này là vô cùng đúng đắn. Bởi lẽ cô nàng thực tế cũng chẳng cần trau dồi gì thêm nhiều. Bảo Ngọc vốn đã sở hữu trình độ tiếng Anh đỉnh cao với IELTS 8.0. Cô nàng còn sở hữu chiều cao nổi bật 1m85 và hình thể vô cùng cuốn hút. Mọi yếu tố đều cho thấy Bảo Ngọc đã rất sẵn sàng để được xuất khẩu. Hơn nữa, nhan sắc đậm chất văn hóa Á Đông và cả phong thái của cô đều rất phù hợp với Hoa hậu Liên lục địa, nơi tôn vinh vẻ đẹp rực rỡ của sự đa dạng. Với tâm thế tiếng Anh chỉ là chuyện nhỏ, Bảo Ngọc dễ dàng chứng tỏ bản thân hơn. Nghe nói cô nàng đã đạt 9,2 điểm trong vòng phỏng vấn kín cùng ban giám khảo. Đây cũng là điểm số cao nhất trong tất cả đại diện tham gia. Nhờ trình ngoại ngữ thượng thừa mà Bảo Ngọc khi đi thi luôn chủ động giao tiếp, thay vì đặt nặng sự cạnh tranh, Bảo Ngọc luôn cởi mở trò chuyện và giao lưu cùng các thí sinh. Bởi thế mà ngay từ đầu, cô nàng đã được đánh giá là mỹ nhân thân thiện nhất cuộc thi. Sự hòa nhã, đáng yêu của Bảo Ngọc còn được thể hiện qua việc cô đã chu đáo chuẩn bị sẵn quà và mang đến cuộc thi để tặng mọi người. Trong một ngày hoạt động ngoài trời, Bảo Ngọc đã thông minh đem những chiếc khăn rằn từ Việt Nam để tặng dàn hoa hậu nước bạn. Hôm đó có hoạt động tham quan bằng xe địa hình và chiếc khăn rằn đã trở thành vật dụng vô cùng hữu ích. Cứ như thế, các người đẹp khác đã hoàn toàn bị thao túng tâm lý mà vui vẻ quảng cáo cho hình ảnh của Việt Nam. Khi ai nấy đều thích thú diện khăn rằn và cũng không quên chụp ảnh check-in, món đồ mang tính biểu tượng của người dân miền Tây đã thành công chiếm sóng trên trang chủ của Hoa hậu Liên lục địa. Điều này hẳn cũng đã nằm trong sự tính toán của Bảo Ngọc. Thậm chí, chưa kể đến việc chiếc khăn còn cực kỳ phù hợp với phong cách quấn khăn đầu của Ai Cập quốc gia tổ chức sân chơi lần này. Điều này đã tạo nên sự giao thoa văn hóa vô cùng thú vị. Ngay tại đêm chung kết, Bảo Ngọc cũng đã cho thấy cách chơi đầy chiến thuật của mình. Người đẹp đã bị chính dì Dung bắt bài khi dùng thủ thuật trong lúc thi ứng xử. Chuyện là khi nhận được phong bì câu hỏi, Bảo Ngọc đã mở ra và nhìn chăm chăm vào một hồi lâu mới đưa MC đọc. Khi MC đọc xong, cô cũng rất chậm rãi nhận mic và đưa MC cầm hội bó hoa rồi mới bắt đầu trả lời. Có lẽ nhờ khéo léo câu giờ nên Bảo Ngọc đã có thêm chút ít thời gian để chuẩn bị cho phần trả lời của mình. Và thực vậy, Bảo Ngọc đã có phần thi ứng xử vô cùng xuất sắc, chẳng những đúng ý, đủ thông tin mà còn tràn đầy sự quyết tâm. Đây cũng được xem là nguyên nhân trực tiếp giúp cô nàng giành được vương miện. Có thể nói, Bảo Ngọc đã hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành tân hoa hậu Liên lục địa năm 2022. Cộng thêm một chút tính toán, khéo léo và cách xử trí thông minh khi cần thì chiến thắng đến với người đẹp là một điều hiển nhiên. Và tin chắc rằng với những yếu tố tuyệt vời đó, Bảo Ngọc sẽ còn tỏa sáng hơn nữa tại quốc tế.